Liên quan đến những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chiều ngày 24 tháng 5 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Doãn Tiến Dũng, sinh năm 1964 và 4 đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận xử lý 53 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, bố trí tái định cư của công dân để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã, đã tiến hành thu hồi 53 thửa đất và bố trí tái định cư 85 thửa đất cho các hộ dân này. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm, cụ thể như thu hồi đất khi không đủ căn cứ theo quy định của luật đất đai, trong công tác bồi thường thực hiện không đúng trình tự thủ tục quy định, bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.